Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn hai câu lick sử dụng cái âm dài rất là tuyệt vời, đó là harmonic minor scale. Trong cái âm dài này thì các bạn thấy là nhạc của Việt Nam mình xài rất là nhiều ha, cực kỳ nhiều luôn, bởi vì cái giai điệu nó quay về cái âm chủ nghe nó đã lắm. Thì nói cơ bản như thế này, các bạn đánh la thứ chẳng hạn thì các bạn thêm vào cái nốt son thanh là nó ra cái harmonic minor ngay thôi nha. Thì mình sẽ tập từng cái câu này để các bạn tập theo nha, sẽ có tab kèm theo. Đầu tiên mình đánh trước để bạn nghe câu đầu tiên ha. Thì ngay chỗ cuối này á, là mình đang nghe chỗ này son thăng này đúng không? Mình hammer on vô là kết thúc ngay nốt mi ở đây ha. Thì đầu tiên chúng ta cũng đánh ngay chỗ này là la rồi son thăng. Các bạn thấy son thăng hiện tại là nó đang thế cái nốt son đó ha. Chỉ câu đầu nó cơ bản vậy thôi, các bạn đánh nhịp liên 4 thôi, tập chậm để bạn quen ha. Thì ngay cái điểm này chúng ta có thể thế cái thế tay mình đổi linh hoạt thôi ha. Ngay chỗ này các bạn thấy là thì nó tương đương trên này, bạn có thể đánh ở ngang trên này cũng được, giống như dưới này thôi ha, khác nhau ha, khác nhau về thế tài, cầu nó y chang nha. Rồi bắt đầu câu thứ hai thì chúng ta đánh ở những ngang cao hơn. Thì lúc đầu các bạn sử dụng âm dài thứ tự nhiên, lúc kết thúc thì chúng ta có thêm vô cái harmonic minor scale ha. Thì nó như sau, ngang 8 này nha. Bạn thấy nè, chậm nha. Thì ngay chỗ này các bạn thấy mình kết thúc ngay chỗ này là ngăn 10 và ngăn 9, tức là tiếng la và nốt là son thăng. Còn các câu đầu mình đánh là các nốt tự nhiên hết nha. Do si do nè, re do re, mi re mi. Thì sau đó câu chạy ngược là son, ngay chỗ này vẫn đánh son bình thường, son fa mi, fa mi re, giờ là mi re do, giờ si nè. Thì ngay chỗ này nó mới kết thúc vô. Các bạn thấy chưa, là ngay chỗ này là son thăng và là nó thuộc về harmonic minor scale. Cuối clip này mình có để một cái clip giải thích thế nào là harmonic minor scale, nếu các bạn nào chưa rành các bạn xem lại clip trước đó, mình giải thích rất là rõ ràng về cấu tạo của harmonic minor scale để cho các bạn hiểu. Và những cái câu kết thúc này các bạn có thể kết thúc một cái bản nhạc khi nó quay về cái âm dài chủ, nghe nó rất là tình cảm. Và nhạc Việt Nam thì các bạn nghe nó nhiều lắm, mấy bài tình ca hay xài cái kiểu này. Thì khi các bạn harmonic minor scale các bạn đánh vô âm 7 nè, thì nó quay là âm chủ. Bởi vì ví dụ như các bạn thấy là trước khi quay về la thứ thì mình thường là đánh có cái mi 7. Thì mi 7 các bạn thấy nó có nốt gì? Nó có son thăng. Thì do đó cái câu chạy của bạn ngay quay mi 7. Quay về cái thứ đó rất là hợp nha. Rồi nếu các bạn thấy hữu ích hãy like, share, comment cho clip này. Và bạn nào chưa subscribe hãy subscribe kênh YouTube Guitar for Freedom. Khoa cũng có một vài cái khóa học online cơ bản dành cho các bạn á. Thì các bạn đăng ký một lần học trọn đời, không có giới hạn về thời gian gì hết, đóng tiền một lần có vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà các bạn học
cái nắm được cái nền tảng cơ bản đó, sau này các bạn có thể tự học thêm được nhiều thứ. Và khi các bạn học như vậy, mình hỗ trợ các bạn qua Facebook và Zalo, các bạn trả bài, mình kiểm tra rồi sửa các lỗi cho các bạn nó không mau tiến bộ, nó không khác gì học offline cả đâu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.